tên lửa tấn công nhanh mạnh nhất Đông Bắc Á có hegemonia. Quý vị thính giả thân mến, Wumdog Suri, hay còn được gọi với cái tên là PKG, là lớp tàu tên lửa tấn công nhanh của Hải quân Hàn Quốc được đóng phục vụ mục đích tuần tra ven bờ. Chiếc đầu tiên của lớp có tên là Jun Yong-ha, mang số hiệu 711, chính thức vào biên chế ngày 17 tháng 12 năm 2008. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có tất cả 17 chiếc Wumdog Suri đi vào hoạt động. Đây được xem là lớp tàu tên lửa tấn công nhanh tốt nhất khu vực Đông Bắc Á. Hàn Quốc bắt đầu phát triển tàu tuần tra lớp PKG vào năm 2003, sau khi một lớp tàu Jamsuri BKM bị chìm trong cuộc đụng độ với Hải quân Triều Tiên ngày 29 tháng 6 năm 2002. Chương trình nghiên cứu có mã BKX được xem như dự án hiện đại hóa hạm đội tàu tuần tra của Hải quân Hàn Quốc. BKX gồm hai phân lớp, tàu tên lửa BKGA có lượng dạng nước 500 tấn, được thiết kế để thực hiện một số nhiệm vụ thay cho tàu hộ vệ lớp Pohang, và tàu pháo BKGB có lượng dạng nước 200 tấn sẽ thay thế đội tuần tra lớp Jamsuri đã khá cao tuổi. Theo kế hoạch đã được phê duyệt, Hải quân Hàn Quốc dự định đóng tất cả 18 tàu tên lửa BKGA và 24 tàu pháo BKGB. Phiên bản BKGA có lượng dạng nước đầy tải 570 tấn, chiều dài 63 m, chiều rộng 9 m, mấn nước 3,2 m, thủy thủ đoàn 40 người. Đơn giá một tàu vào thời điểm năm 2009 là 37,7 triệu đô la. Tàu được trang bị kết hợp hai động cơ tuốc binh khí General Electric LM500 cùng hai động cơ MTU-12V-595-TE90 cho tốc độ tối đa 41,5 hải lý một giờ, tương đương 76,9 km một giờ. Điểm đặc biệt của Wumdog Suri là tàu không có chân vịt như truyền thống, mà lại sử dụng hệ thống đẩy phản lực nước cho khả năng xoay tròn rất nhanh, đặc biệt thích hợp khi hoạt động ở vùng nước nông. Tuy nhiên, hệ thống đẩy phản lực nước cũng có nhược điểm là chi phí cao, dễ bị hỏng hóc và chỉ đạt hiệu suất tốt khi chạy tốc độ cao. Hệ thống điện tử Wumdog Suri khá tinh vi và hiện đại, gồm radar tìm kiếm bề mặt STX-SBS-100K, radar kiểm soát đường không 3D Lick Next-1 SBS-540K, radar kiểm soát hỏa lực SAP Siros 200 và hệ thống ngắm quang điện tử do liên doanh Samsung Thales sản xuất. Ngoài ra, tàu còn được trang bị hệ thống tác chiến điện tử Lick Next-1 Sonata SLQ-200VK và hai hệ thống phóng 17 KDA-GAIE Mark II. Phía trước tàu là pháo hạm Hyundai Ria cỡ 76mm do Hàn Quốc chế tạo theo nguyên mẫu ô tô Melara Super Rapid. Pháo sử dụng loại đạn là 76x636mm, có trọng lượng 12,34 kg, sơ tốc 905m/s, tầm bắn 16 km với đạn thường và lên tới 40 km với đạn tăng tầm Volcano, tốc độ bắn 120 phát một phút. Đảm nhiệm chức năng phòng không là pháo hạm Dusan DST nòng đôi cỡ 40mm bố trí phía sau tàu. Ngoài ra còn có thêm các tên lửa phòng không vác vai KB Sam Shingun hay còn gọi là Chiron. Vũ khí mạnh nhất của Wumdog Suri là 4 tên lửa hành trình chống hạm cận âm SSM-700K Hyasung do Hàn Quốc tự chế tạo trong nước dựa trên việc tham khảo tên lửa Exocet của Pháp và Harpoon của Mỹ. Tên lửa SSM-700K có trọng lượng 718 kg, dài 5,46 m, đường kính 0,54 m, tầm bắn 150 km và tốc độ hành trình đạt tới Mach 0,85, tương đương 1013 km một giờ. Đơn giá một quả là khoảng 2,3 triệu đô la tại thời điểm chính thức đưa vào trang bị năm 2006. Có thể thấy rằng lớp tàu tên lửa tấn công nhanh Wumdog Suri của Hải quân Hàn Quốc, ngoài thiết kế giúp làm giảm diện tích phản xạ radar, thì năng lực tác chiến hoàn toàn không có gì nổi trội hơn Monia của Việt Nam, nếu không muốn nói là còn có phần thu súc về hỏa lực. Việt Nam hoàn toàn không cần thiết phải mua tàu tên lửa lớp Wumdog Suri của Hàn Quốc như lời gợi ý của một vài chuyên gia, nhất là khi chúng ta tự đóng được tàu Monia trong nước. Các bạn vừa theo dõi video tàu tên lửa tấn công nhanh mạnh nhất Đông Bắc Á có hơn Monia. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Nhớ subscribe để chia sẻ những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại. Quái vật hạt nhân nhanh nhất thế giới của Nga. Quý vị và các bạn thân mến, tạp chí National Interest cho biết, trong những năm chiến tranh lạnh, công nghệ tàu ngầm Liên Xô phát triển chậm hơn so với Mỹ. Liên Xô đã thu được nhiều loại tàu ngầm tiên tiến nhất của Đức Quốc xã vào cuối Thế chiến II. Tuy nhiên, người Mỹ đã tích lũy nhiều kinh nghiệm tác chiến chống ngầm thực tế ở mặt trận Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Sau Thế chiến II, với sự kết hợp của những lợi thế công nghệ, Mỹ đã tạo ra bước nhảy vọt về công nghệ tàu ngầm, đặc biệt là tàu ngầm hạt nhân trong hai thập kỷ đầu của chiến tranh lạnh.
Liên Xô phải vất vả để cạnh tranh với phương Tây trong lĩnh vực tàng hình và độ tin cậy. Sau khi tạo ra một vài mẫu thiết kế chưa thực sự ấn tượng so với các sản phẩm của phương Tây, Liên Xô quyết định phát triển một mẫu tàu ngầm hạt nhân công nghệ cao nhằm vượt qua các đối thủ phương Tây. Dự án Type 705 Lyra, NATO định danh là lớp Alpha, là một dự án tàu ngầm hạt nhân đầy tham vọng và rủi ro. Mục tiêu của dự án là đóng mới một tàu ngầm có thể chạy nhanh, lặn sâu hơn so với bất kỳ tàu ngầm nào của phương Tây. Để làm được điều này, tàu cần có một thiết kế thân độc đáo, là phản ứng thế hệ mới cùng nhiều đột phá về vật liệu chế tạo và công nghệ. Những đồn đoán về dự án Type 705 từng gây ra nỗi sợ hãi trong giới quân sự phương Tây về một loại tàu ngầm có khả năng thống trị mọi đại dương. Nguồn gốc của dự án. Với dự án Lyra, Liên Xô nỗ lực thực hiện ba mục tiêu. Đầu tiên, họ muốn chế tạo một loại vũ khí có khả năng thay đổi cục diện chiến tranh hải quân ở Bắc Đại Tây Dương và Bắc Cực, một vũ khí có thể đe dọa ưu thế hạm đội tàu chiến mặt nước của NATO. Trong khi NATO hướng đến những tàu ngầm đa năng, Liên Xô lại muốn nhấn mạnh vào nhiệm vụ đánh chặn tốc độ cao nhằm vào đội tàu mặt nước, đặc biệt là tàu sân bay. Thứ hai là họ muốn tái khởi động cuộc đua công nghệ, sản xuất và đổi mới để kết hợp các tính năng mới vào tàu ngầm trong tương lai. Thứ ba là buộc NATO phải dành nhiều thời gian và tiền bạc để đối phó với mối đe dọa mà Lyra tạo ra. Thân tàu được chế tạo bằng titan để đạt tiêu chí tốc độ cao và lặn sâu. Phần lớn hệ thống quan trọng trên tàu được tự động hóa giúp giảm ekip vận hành và tăng tốc độ phản ứng trong các tình huống chiến đấu. Để đạt được yêu cầu tốc độ cao, các kỹ sư Liên Xô đã phát triển loại phản ứng nhanh là mát bằng chì giúp tạo ra năng lượng lớn với kích thước nhỏ gọn. Tuy nhiên, loại phản ứng này lại đặt ra thách thức rất lớn về bảo trì ngay cả khi đang neo tại cảng. Tàu ngầm nhanh nhất thế giới. Type 705 có thể di chuyển dưới nước với tốc độ lên đến 41 hải lý trên 1 giờ, tương đương khoảng 73,8 km một giờ và có thể lặn tới độ sâu 670 m, vượt xa các tàu ngầm phương Tây. Còn tàu thiết lập kỷ lục về tốc độ và độ sâu đối với tàu ngầm quân sự cho đến tận ngày nay. Tốc độ cao và độ sâu lặn kỷ lục cho phép tàu ngầm Alpha trốn tránh những ngư lôi hiện đại nhất của NATO. Nhưng do kích thước nhỏ, Alpha mang theo ít vũ khí hơn so với các tàu ngầm hạt nhân khác của Liên Xô. Tàu có thể mang theo 18 đến 21 ngư lôi và tên lửa hành trình. Đây là cơ số vũ khí này đủ để gây thiệt hại lớn cho hạm đội tàu mặt nước của NATO. Di chuyển ở tốc độ cao, tàu ngầm Alpha khá ồn khi vận hành. Song do độ sâu hoạt động khá lớn cho phép tàu có khả năng tàng hình tùy thuộc vào điều kiện đại dương. Quan trọng hơn, tàu có thể chạy nhanh hơn ngư lôi của NATO nên rất khó bị phát hiện và tiêu diệt. Tương tự như máy bay đánh chặn MiG-25, tàu ngầm lớp Alpha đã gây ra nhiều mối lo ngại cho NATO. Sự xuất hiện của loại siêu tàu ngầm mới buộc Mỹ và NATO triển khai hàng loạt dự án mới nhằm phát triển các loại cảm biến, vũ khí có thể phát hiện và tiêu diệt nó. Điển hình là dự án ngư lôi tốc độ cao Mark 48 có thể di chuyển với tốc độ tới 63 hải lý một giờ, tương đương 113 km một giờ. Hải quân Hoàng gia Anh cũng phát triển loại ngư lôi tương tự, được gọi là Spearfish. Ngoài ra, Mỹ còn phát triển tên lửa chống ngầm siêu âm UUM-125 Sea Lance có tầm bắn khoảng 160 km. Tuy nhiên, trái ngược với những lo lắng của NATO, tàu ngầm biệt danh cá vàng có chi phí rất cao nhưng không thực sự đáng tin cậy. Còn tàu gặp rất nhiều vấn đề về kỹ thuật, đòi hỏi các hoạt động bảo trì thường xuyên, rất phức tạp và tốn kém. Hải quân Liên Xô gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì con tàu ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Chỉ có 7 tàu ngầm lớp Alpha được chế tạo trong những năm chiến tranh lạnh, trong đó có một mẫu thử nghiệm. Đến những năm cuối chiến tranh lạnh, Liên Xô gặp khó khăn khi duy trì các cơ sở quốc phòng khổng lồ. Loại siêu vũ khí đắt đỏ như tàu ngầm Alpha trở thành một gánh nặng. Sau năm 1989, Hải quân Nga ngừng hoạt động và tháo dỡ toàn bộ tàu ngầm lớp Alpha. Hiện tại công nghệ một thời của Liên Xô đã được Nga ứng dụng vào các tàu ngầm tấn công hạt nhân thế hệ mới như Yasen. Nhân vũ khí mà quân đội nhân dân Việt Nam đang dùng. Quý vị và các bạn thân mến, việc Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương với Việt Nam mở ra cơ hội cho chúng ta. Ngoài việc mua sắm trang bị mới thì giúp duy trì dễ dàng hơn kho vũ khí Mỹ khổng lồ mà quân đội nhân dân Việt Nam thu giữ được sau năm 1975. Trong những năm qua, dù gặp nhiều khó khăn về phụ tùng đạn dược, nhưng bằng tinh thần tự lực cánh sinh, nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam duy trì và thậm chí là cải tiến không ít vũ khí công nghệ cao của Mỹ. Trong ảnh cảnh sát biển Việt Nam dự binh với súng trường tấn công M18, thiết kế được công nghiệp quốc phòng sửa chữa cải tiến lại trên cơ sở quốc khẩu SM-177E2.
Lực lượng dân quân tự vệ hiện vẫn còn sử dụng các khẩu súng trường tấn công AR-15 hay M-16 nổi danh của Mỹ. Tuy có khó khăn về đạn dược, nhưng sau nhiều tìm tòi nghiên cứu, công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã sản xuất thành công đạn 7,62mm chuẩn Mỹ để quân đội ta tiếp tục sử dụng Trung Liên M-60, một trong những khẩu súng hạng nhẹ thành công nhất của Mỹ. Về trang bị cơ giới hạng nặng, hiện quân đội nhân dân Việt Nam sử dụng rộng rãi, phổ biến các xe bọc thép M113 huyền thoại Mỹ và vẫn còn để trong kho bảo quản xe tăng M48 Patton và M41 Bulldog. Trong ảnh, xe bọc thép M113 của quân đội nhân dân Việt Nam thử nghiệm khả năng kín nước. Việt Nam đã nỗ lực rất nhiều, tự thân cũng như thông qua quốc gia khác đang dùng cùng loại vũ khí Mỹ để duy trì sử dụng M113. Không dừng lại ở đó, Việt Nam còn cải tiến hỏa lực của M113 với đại liên 12,7mm chuẩn Liên Xô và súng chống tăng SBG-9. Từ chuẩn nguyên bản chỉ có 2 khẩu súng máy, nay M113 Việt Nam đã có thể chống được cả xe tăng, thiết giáp. Xuất hiện nhiều hình ảnh cho thấy hiện nay quân đội ta vẫn còn bảo quản các xe tăng hạng nhẹ M41 Bulldog và xe tăng hạng trung M48 Patton do Mỹ sản xuất, cung cấp cho Việt Nam Cộng Hòa. Việc Mỹ gỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương đem lại cơ hội cho ta khôi phục hoạt động của các loại xe tăng tương đối tốt này. Loại M48 Patton được đánh giá là ngang ngửa T-54, T-55, thậm chí ở một số tính năng kỹ thuật nó có phần vượt trội hơn đáng kể. Việt Nam cũng còn lưu giữ một số khẩu pháo phòng không tự hành M42 Duster trang bị pháo nòng kép 40mm. Về pháo binh, quân đội nhân dân Việt Nam sử dụng phổ biến khẩu lựu pháo M101A1A2 cỡ 105mm và M114 155mm Made in USA. Đáng lưu ý, chúng ta đã tự sản xuất được pháo tự hành trên cơ sở kết hợp pháo M101 với xe vận tải Uran của Liên Xô. Lựu pháo hạng nặng M114 155mm của quân đội nhân dân Việt Nam trong cuộc bắn đạn thật. Trong Hải quân Nhân dân Việt Nam, hiện vẫn còn duy trì một vài tàu đổ bộ tăng loại cỡ lớn 4.000 tấn HQ-501 có thể chở nhiều xe tăng cùng lính thủy đánh bộ và một số tàu đổ bộ nhỏ LCU, LCM. Về không quân, Việt Nam đã tự khôi phục bay thành công ít nhất 15 chiếc trực thăng đa dụng UH-1, hiện vẫn còn trong kho bảo quản hàng chục chiếc khác. Việc Mỹ đồng ý dỡ lệnh cấm vận có thể giúp ta tăng thêm số lượng UH-1 trong thời gian tới. Việt Nam sẽ có T-50 vào năm 2030. Quý vị và các bạn thân mến, Nga sẽ giao hàng loại máy bay tiêm kích đa năng thế hệ thứ 5 T-50 cho quân đội trong năm 2018. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Yuri Borisov cho biết, Nga đang tiến hành đợt thử nghiệm máy bay T-50, hợp đồng của loại máy bay này, theo kế hoạch kết thúc vào năm 2017 và thời gian giao hàng sẽ bắt đầu ngay năm 2018. Hàng loạt máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Park FA hay còn gọi là T-50 sẽ bắt đầu bàn giao cho Bộ Quốc phòng trong năm 2018. Đây là tuyên bố của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Yuri Borisov trong chuyến thăm của ông tới nhà máy sản xuất máy bay Komsomol-on-Amur mang tên Ir Gagarin, đại diện Bộ Quốc phòng cho biết. Kiểm tra quá trình thực hiện đơn đặt hàng của Bộ Quốc phòng năm 2016, ông Yuri Borisov đi cụ thể kiểm tra các xưởng lắp ráp và quá trình sản xuất Sukhoi Park FA. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Yuri Borisov đưa ra khẳng định sẽ tiến hành thực hiện đợt thử nghiệm máy bay T-50, hợp đồng của loại máy bay này theo kế hoạch kết thúc vào năm 2017, với thời gian giao hàng sẽ bắt đầu ngay năm 2018. Theo nguồn tin từ một số nhân vật trong không quân Nga, mọi người cho rằng T-50 sẽ là một chiếc máy bay tàng hình, có khả năng bay siêu tốc, được trang bị các loại tên lửa không đối không, không đối đất và chống tàu thế hệ mới nhất, cũng như sử dụng radar AESA. Nó sẽ được trang bị động cơ AL-41F hay một biến thể hiện đại của loại này. Những thông báo cho thấy nó sẽ hơi lớn hơn MiG-29 nhưng không lớn bằng Su-27. Nó có cánh đuôi đứng xoay toàn bộ, cánh phụ phía trước, cánh chính. Động cơ thế hệ thứ 5 đang được phát triển để thay thế cho động cơ đang dùng hai bản thử nghiệm. Các động cơ đang dùng cùng loại với Su-35 và động cơ này đã gặp vấn đề trong lần đầu thử nghiệm. Các vũ khí mới như tên lửa không đối không, tên lửa đất đối đất mới, bom điều khiển, tên lửa chống hạm hoặc radar mới, các loại vũ khí này như một phần của Park FA. T-50 dự kiến sẽ thay thế những chiếc MiG-29, Fulcrum và Su-27 Blanker trong kho vũ khí của Nga và là nền tảng của dự án Sukhoi HAL-FGFA đang được phát triển với Ấn Độ.
là một chiếc máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5. Nó được thiết kế để cạnh tranh trực tiếp với chiếc F-22 Raptor của Mỹ và chiếc F-35 Lightning II liên doanh Mỹ, Anh, Israel, Ý, Hà Lan, Úc, Canada, Na Uy, Đan Mạch, Thổ Nhĩ Kỳ. Chiếc T-50 đã thực hiện chuyến bay đầu tiên của mình ngày 29 tháng 1 năm 2010. Theo tin trước đó của Giám đốc Trung tâm Phân tích Vũ khí Toàn cầu Nga, ông Grigor Korychenko cho rằng Việt Nam sẽ có chiếc Sukhoi T-50 vào năm 2030 đến năm 2035. Theo tạp chí Jens, tập đoàn vũ khí Bear System đang tiến hành một dự án mở rộng hiểu biết và tiến tới xâm nhập vào thị trường Việt Nam. Phó chủ tịch phụ trách khu vực Đông Nam Á của Bear System, Nick Glover, tiết lộ với tạp chí Jens rằng gần đây công ty đang tiến hành đánh giá Việt Nam cũng như các cơ hội tiềm năng. Pháo binh Việt Nam hiện đại hóa để giành lại ngôi vương. Trong những năm gần đây, do tập trung hiện đại hóa không quân và hải quân nên lực lượng lục quân chưa được đầu tư những gói trang bị lớn, dẫn đến nhiều vũ khí trang bị đã tỏ ra tụt hậu so với khu vực. Pháo binh, lực lượng hỏa lực mặt đất quan trọng của quân đội ta hiện nay cũng không nằm ngoài xu hướng trên. Để có được lực lượng quân sự mạnh, đủ khả năng răn đe, bảo vệ an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lực lượng pháo binh cần sớm được đầu tư mạnh mẽ nhằm tăng tốc hiện đại hóa. Những thay đổi căn bản về tương quan lực lượng từ sau Hiệp định Paris đã được cụ thể hóa thành lợi thế chiến trường. Những bước chân thần tốc giải phóng miền Nam đã cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của quân đội nhân dân Việt Nam, đặc biệt là trong nghệ thuật sử dụng pháo binh. Lần đầu tiên và duy nhất trong khu vực Đông Nam Á, một quân đội có thể thực hiện liên tiếp nhiều chiến dịch thu hồi lãnh thổ nhanh chóng và trọn vẹn như vậy. Đặc biệt, sự trưởng thành về cả trang bị kỹ thuật và cách thức sử dụng hỏa lực pháo binh đã đóng vai trò không nhỏ cho chiến thắng của dân tộc nói chung. Có thể nói vào thời điểm đó, không một lực lượng pháo binh nào tại khu vực có khả năng cơ động, kinh nghiệm tổ chức chiến đấu và trang bị kỹ thuật vượt trội như Việt Nam. Chúng ta đã bỏ xa các nước láng giềng trong thời điểm đó về mọi mặt. Sau chiến thắng, lực lượng pháo binh Việt Nam lại thêm một lần lớn mạnh về lượng và chất khi được bổ sung vào kho vũ khí nhiều loại pháo lớn và có uy lực do Mỹ sản xuất. Hỏa lực vượt trội, chủng loại đa dạng và kinh nghiệm tốt đã khiến cho Việt Nam áp đảo hoàn toàn lực lượng Khmer Đỏ về hỏa lực trong cuộc phản công biên giới Tây Nam và chiến tranh biên giới phía Bắc. Những ưu thế đó đã đưa Việt Nam đến thắng lợi cuối cùng trong các cuộc chiến tranh vệ quốc sau cùng ở thế kỷ 20. Thế nhưng cùng với thời gian, lực lượng pháo binh của ta đã bộc lộ nhiều điểm lạc hậu so với khu vực và trên thế giới. Trong bối cảnh sự phát triển của công nghệ đã đưa pháo binh tiến nhiều bước quan trọng, hiện đại hóa phương tiện trinh sát, nâng cao khả năng cơ động, đưa máy tính ứng dụng vào tính toán phần tử bắn, đạn có điều khiển đã nhanh chóng khiến các khí tài được sản xuất từ những năm 60-70 trở về trước trở thành kém ưu thế. Việt Nam đành nhường những đỉnh cao về pháo binh cho các nước khác trong khu vực. Có thể nói, hiện tại pháo binh Việt Nam đang gặp phải những vấn đề chủ chốt như tính cơ động của pháo binh chưa cao. Đây là một trong những vấn đề quan trọng cần phải lưu ý khi hiện đại hóa lực lượng pháo binh. Hiện tại, số lượng pháo tự hành của Việt Nam đang chiếm tỷ trọng thấp. Việt Nam đang nỗ lực tự hành hóa một số mẫu pháo kéo nhằm bù đắp tạm thời thiếu hụt và nâng cao khả năng cơ động cho lực lượng này. Thiếu các khí tài trinh sát và tính toán hiện đại. Trinh sát pháo binh đang là một trong những điểm yếu của Việt Nam so với các nước trong khu vực, nhất là việc ứng dụng trang thiết bị các khí tài hiện đại. Trong chiến tranh biên giới phía Bắc, phía Trung Quốc đã sử dụng có hiệu quả các radar phản pháo và có được lợi thế nhất định khi đấu pháo. Không dừng lại ở đó, ngày nay, khí tài trinh sát pháo binh còn mở rộng đến cả phương tiện đường không như UAV, vệ tinh. Nhận thức được vấn đề này, Việt Nam đã tìm cách mua sắm bổ sung các khí tài trinh sát như UAV trinh sát pháo binh của Israel để từng bước làm quen và tổ chức huấn luyện sử dụng nhằm thí điểm các giải pháp cho việc đổi mới toàn diện sau này.
cải thiện tầm bắn và độ chính xác của pháo. Hầu hết các trang bị của pháo binh Việt Nam hiện nay đều đã lạc hậu, thiếu hụt các loại đạn có độ chính xác cao trong trang bị. Điều đó dẫn đến định hướng mua sắm mới khí tài có khả năng bắn các loại đạn thông minh như việc mua các pháo tự hành từ Cộng hòa Pháp. Những hợp đồng như vậy sẽ tạo tiền đề cho việc thí điểm xây dựng các đơn vị pháo binh hiện đại nhằm thực hiện mở rộng ra toàn quân khi chủ trương hiện đại hóa lục quân cho phép. Có thể nói, tất cả các vấn đề kể trên đều đang bước đầu được giải quyết bằng những giải pháp tạm thời. Khi nền chủ nghĩa quốc phòng mới chỉ bước đầu tự chủ được sản xuất đạn pháo chiến dịch, sẽ còn rất nhiều điều phải làm mới có thể nâng tầm lực lượng pháo binh Việt Nam, đưa nó trở về ngôi vương tại Đông Nam Á như chúng ta đã từng có. Hy vọng rằng với chủ trương mới trong việc hiện đại hóa quân đội, chúng ta sẽ sớm có những gói đầu tư hiệu quả, quy mô nhằm thay đổi diện mạo pháo binh Việt Nam trong thời gian tới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng một dòng comment nhé. Và đừng quên subscribe kênh để đón chờ những tin quân sự tổng hợp mới nhất. Theo tạp chí Jens, tập đoàn vũ khí Bear System đang tiến hành một dự án mở rộng hiểu biết và tiến tới xâm nhập vào thị trường Việt Nam. Phó chủ tịch phụ trách khu vực Đông Nam Á của Bear System, Nick Glover, tiết lộ với tạp chí Jens rằng gần đây công ty đang tiến hành đánh giá Việt Nam cũng như các cơ hội tiềm năng. Chim ưng đêm F-117, tàn hình của không quân Mỹ. F-117 Nighthawk có thiết kế khí động học quái dị. Nó là chiến đấu cơ mở đường cho kỷ nguyên máy bay tàn hình của thế giới. Đức Quốc xã là quốc gia đầu tiên đề xuất ý tưởng phát triển một máy bay có khả năng tàng hình trước radar. Ngày 18 tháng 6 năm 1981, chiếc F-117 Nighthawk, chim ưng đêm, thực hiện chuyến bay đầu tiên, mở ra kỷ nguyên của những chiến đấu cơ tàng hình. F-117 là sản phẩm của tập đoàn Lockheed Martin phát triển cho không quân Mỹ. Tập đoàn này đã sản xuất tổng cộng 64 chiếc F-117, trong đó có 5 mẫu thử nghiệm. Theo trang tin quân sự Military Today, không quân Mỹ đưa F-117 vào hoạt động từ tháng 10 năm 1983, khiến họ trở thành lực lượng không quân đầu tiên trên thế giới sở hữu máy bay chiến đấu tàng hình. F-117 có thiết kế khí động học quái dị nhằm làm tán xạ sóng radar, từ đó giúp nó khó bị phát hiện hơn bằng các biện pháp trinh sát điện tử. Nhìn trực diện, F-117 trông như chiếc kim tự tháp di động. Một sĩ quan không quân Hoàng Anh gia khi thấy chiếc máy bay này đã nghi ngờ về khả năng bay được của nó. F-117 tham chiến lần đầu trong cuộc chiến ở Panama năm 1989. Trong chiến tranh vùng vịnh năm 1991, chiến đấu cơ tàng hình này đã thực hiện khoảng 1.300 phi vụ không kích. F-117 có khoang vũ khí bên trong thân, có thể mang theo tải trọng tối đa 2.300 kg bao gồm các loại bom thông minh GDAM, bom dẫn đường laser. Một chi tiết khá thú vị là F-117 không có radar bên trong mũi như trong các chiến đấu cơ khác. Người ta trang bị cho nó hệ thống định vị, tấn công kỹ thuật số, dựa trên cảm biến hồng ngoại cùng hệ thống chỉ thị mục tiêu laser. Do thiết kế khí động học quái dị nên F-117 rất khó điều khiển. Để khắc phục vấn đề này, nhà sản xuất đã trang bị cho nó hệ thống điều khiển bay Fly-by-Wire, 4 kênh tín hiệu. Hệ thống này sẽ tự động điều chỉnh các khiếm khuyết về khí động học giúp máy bay ổn định hơn. Một nhược điểm lớn của F-117 là thiếu khả năng cơ động do hình thù đặc biệt của nó. Một chiếc F-117 đã dễ dàng bị bắn hạ bằng loại tên lửa phòng không lạc hậu SA-3 trong chiến dịch không kích Nam Tư năm 1999. Không quân Mỹ cho ngưng sử dụng toàn bộ phi đội F-117 vào tháng 4 năm 2008 để nhường chỗ cho tiêm kích tàng hình thế hệ 5 F-22 Raptor hiện đại hơn.
làm chủ công nghệ bảo đảm kỹ thuật xe ô tô quân sự. Quý vị thính giả thân mến, Viện Kỹ thuật Cơ giới Quân sự là một trong những đơn vị dẫn đầu về công tác khoa học công nghệ và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện của Tổng cục Kỹ thuật. Năm 2016, Viện được tặng cờ thi đua của Bộ Quốc phòng và giành nhiều giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội. Kết quả nổi bật trong công tác khoa học công nghệ của Viện Kỹ thuật Cơ giới Quân sự năm qua là chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị triển khai nghiên cứu tích hợp tự động hóa điều khiển dàn phóng pháo phản lực BM-21. Việc phối hợp với xí nghiệp liên hợp Z-751 Tổng cục Kỹ thuật hoàn thiện công nghệ tích hợp pháo 105mm, súng máy vòng 0.12,7mm lên xe cơ giới quân sự, hoàn thiện thiết kế mô phỏng hai nhãn xe vận tải quân sự và chỉ huy theo đề án phát triển phương tiện vận tải quân sự đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Đại tá Võ Trọng Tuấn, Viện trưởng Viện Kỹ thuật Cơ giới Quân sự thông tin, trong những năm qua, Viện đã triển khai nhiều chương trình dự án nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cao, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Kỹ thuật và các quân binh chủng. Các đề tài chuyển tiếp và mở mới năm 2016 đều được Viện triển khai đúng tiến độ. Số đề tài được đánh giá, nghiệm thu có chất lượng tốt, sản phẩm ứng dụng thực tế. Viện phối hợp với các cơ quan đơn vị triển khai hơn 60 nhiệm vụ khoa học công nghệ phục vụ bảo đảm kỹ thuật xe quân sự, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng cơ động, diễn tập, cơ động hỏa lực trong tác chiến công nghệ cao. Cụ thể, Viện triển khai thiết kế các loại xe phát sóng hai cầu chủ động, xe chở radar, hệ thống cảnh giới bảo vệ vùng trời quốc gia, thiết bị bay không người lái UAV, xe chuyên dụng. Một số loại xe được cải hoán nâng cấp tính năng kỹ thuật, chiến thuật, đảm bảo tác chiến và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn như xe chỉ huy thông tin của binh chủng tăng thiết giáp, xe trinh sát thông tin cơ động cho Tổng cục 2, xe chuyên dụng cho Tổng cục Chính trị, diesel hóa xe thiết giáp BTR-152 cho Cục Kỹ thuật Binh chủng Tổng cục Kỹ thuật, phục vụ công tác đảm bảo kỹ thuật cho vũ khí trang bị kỹ thuật và xe máy quân sự. Viện tổ chức nghiên cứu sửa chữa đồng bộ xe cơ sở của hệ thống pháo phản lực BM-21, BM-14, các loại xe công trình cho Cục Tác chiến Điện tử Bộ Tổng Tham mưu, Quân chủng Phòng không Không quân và Cục Quân khí Tổng cục Kỹ thuật. Một số lượng lớn xe công trình sửa chữa tổng hợp cấp chiến thuật đã được Viện thiết kế, chế tạo, bố trí trang bị trên thùng xe và hoàn thành đồng bộ trang bị cho các quân khu, đảm bảo chủ động trong công tác đảm bảo kỹ thuật. Đại tá Võ Trọng Tuấn cho biết, năm 2017, Viện tập trung trên 6 định hướng, nghiên cứu làm chủ công nghệ xe ô tô thế hệ mới, xe hiện đại, thiết kế chế tạo xe công trình phục vụ đảm bảo kỹ thuật cơ động cho các đơn vị toàn quân, hoàn thiện công nghệ tích hợp vũ khí lên các phương tiện cơ giới quân sự, nghiên cứu khai thác hiệu quả các phương tiện cơ giới quân sự, nhất là các phương tiện cơ giới đặc chủng của các quân chủng, binh chủng, đầu tư nâng cao tiềm lực khoa học công nghệ và thiết kế, chế tạo các loại vật tư đặc chủng chuyên ngành. Để hoàn thành nhiệm vụ, Viện tăng cường công tác đào tạo, tự đào tạo, nâng cao trình độ nghiên cứu thiết kế, chế tạo của cán bộ, nhân viên, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin như sử dụng phần mềm thiết kế, chế tạo, CAD, CAM, thiết kế trên mô phỏng 3D và đầu tư khai thác hiệu quả trang bị phòng thí nghiệm động lực ma sát, phục vụ nghiên cứu khoa học công nghệ ngành xe máy quân sự. Trên cơ sở triển khai thực hiện giai đoạn 1, trong thời gian tới, Viện Kỹ thuật Cơ giới Quân sự hoàn thiện, nghiệm thu nhiệm vụ nghiên cứu công nghệ tích hợp điều khiển dàn phóng pháo phản lực BM-21 để triển khai giai đoạn 2. Phát huy hiệu quả các xe công trình sửa chữa tổng hợp đã chuyển giao cho các đơn vị, Viện hoàn thiện công nghệ chế tạo đồng bộ xe công trình sửa chữa tổng hợp phục vụ bảo đảm kỹ thuật cơ động cho các quân, binh chủng và các chuyên ngành kỹ thuật toàn quân, làm chủ công nghệ đảm bảo kỹ thuật, bảo dưỡng sửa chữa xe ô tô thế hệ mới và chuyển giao công nghệ cho các nhà máy, xưởng theo yêu cầu của Tổng cục Kỹ thuật. Đặc biệt, Viện huy động các nhà khoa học và đầu tư nghiên cứu thiết kế, tích hợp một số loại vũ khí khí tài lên xe quân sự bánh lốp, như tích hợp cối 100mm lên xe UAZ, pháo 122mm lên xe KRAZ, nghiên cứu tự động điều khiển tầm hướng tổ hợp pháo 23mm tích hợp lên xe Kamaz, tích hợp pháo 105mm lên các hệ xe Uran nhằm đáp ứng yêu cầu tác chiến của quân đội trong tình hình mới. Hướng nghiên cứu phối hợp của các quân binh chủng được Viện ưu tiên triển khai nhằm cải tiến hiện đại hóa, nâng cấp tính năng kỹ thuật, chiến thuật, trang bị, phương tiện cơ giới quân sự, đáp ứng yêu cầu cơ động tác chiến, vận tải, chuyên chở khí tài đặc chủng. Các đề tài dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ phối hợp vừa phát huy được sức mạnh tổng hợp của đội ngũ nhà khoa học kỹ thuật, vừa trực tiếp áp dụng hiệu quả và thực tế, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, khả năng sẵn sàng cơ động của đơn vị. Theo hướng này, việc triển khai hàng trăm đề tài nhiệm vụ khoa học công nghệ và thiết kế sản xuất vật tư kỹ thuật phục vụ đảm bảo kỹ thuật xe máy quân sự. Điển hình như các đề tài chế tạo xích xe tăng BT-76 có lắp guốc cao su, nghiên cứu thiết kế lắp đặt các hệ thống dẫn động tháp súng bằng điện và quan sát, ngắm bắn đêm trên xe thiết giáp chở quân
BTR-60PB thiết kế hệ thống nạp đạn bán tự động cho xe tăng T-55, nghiên cứu khả năng phục hồi một số thiết bị trên tổ hợp tên lửa phòng không. Bằng sự nỗ lực phấn đấu, phát huy trí tuệ của cán bộ khoa học, nhân viên kỹ thuật, Viện Kỹ thuật Cơ giới Quân sự đã từng bước làm chủ công nghệ xe ô tô thế hệ mới, chuyển giao công nghệ, đảm bảo kỹ thuật xe máy quân sự cho đơn vị, góp phần nâng cao khả năng cơ động và sức mạnh, sẵn sàng cơ động của quân đội. Các bạn vừa theo dõi video làm chủ công nghệ bảo đảm kỹ thuật xe ô tô quân sự. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Nhớ subscribe để chia sẻ những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại. Tàu sân bay Pháp muốn bán cho Trung Quốc có gì đặc biệt? Quý vị thính giả thân mến, Clemenceau, số hiệu R98 biệt danh là Le Clem, là tên của chiếc tàu sân bay từng phục vụ trong biên chế hải quân Cộng hòa Pháp. Đây là hàng không mẫu hạm thứ 6 của nước này, đồng thời cũng là con tàu đầu tiên thuộc lớp chiếc Clemenceau được nhà máy đóng tàu Brest thi công đóng mới, hạ thủy tháng 11 năm 1955, bắt đầu hoạt động từ ngày 21 tháng 12 năm 1957, chính thức vào biên chế từ ngày 22 tháng 11 năm 1961. Nó phục vụ tới ngày 1 tháng 10 năm 1997 thì được cho nghỉ hưu. Trong tổng cộng 3.125 ngày trên biển, con tàu đã thực hiện hải trình khoảng 1 triệu hải lý tới khắp nơi trên trái đất. Thông số kỹ thuật cơ bản của tàu sân bay Clemenceau: chiều dài 265m, chiều rộng 51,2m, mớ nước 8,6m, lượng dạng nước tiêu chuẩn 22.000 tấn và lên tới 32.780 tấn khi đầy tải, thủy thủ đoàn 1.338 người, chức năng tàu sân bay đầy đủ hoặc 984 người chỉ mang trực thăng. Hệ thống động lực gồm 6 nồi hơi cung cấp tổng công suất 94.000 kW cùng 4 tuốc bin hơi nước cho tốc độ di chuyển tối đa 32 hải lý một giờ. Thiết bị điện tử gồm radar cảnh giới đường không DRBV-23B, radar bắc thấp và trinh sát bề mặt DRBV-50, radar quét cự ly gần NRBA-50, radar dẫn đường hàng hải DNRBN-34, radar điều khiển hỏa lực DRBC-31 cùng với 2 radar trinh sát 3D DRBL-10. Sức mạnh của chiếc Clemenceau nằm ở 40 máy bay có thể mang theo. Khối tiêm kích bao gồm 14 Super Intendant, 4 Intendant EVP, 8F, 8E FN Crusader, 8 máy bay chống tàu ngầm Alize. Khối trực thăng gồm 2 Dolphin Pedro và 2 Super Freeland. Ngoài ra, tàu còn được trang bị 8 pháo 100mm, sau này thay bằng 2 bệ phóng tên lửa Sark, Crotel, Edger với 52 đạn, cùng 5 súng máy hạng nặng 12,7mm. Như tờ báo nước ngoài đưa tin, thời điểm cuối năm 1995, Pháp đã đề nghị tặng Hải quân Trung Quốc chiếc Clemenceau, đổi lại họ muốn giành được hợp đồng hiện đại hóa hệ thống radar, thông tin liên lạc, có thể cả phi đội Super Intendant đi kèm. Tuy nhiên sau đó thương vụ đã đi vào bế tắc, khả năng lớn là do chịu ảnh hưởng của lệnh cấm vận vũ khí mà Liên minh châu Âu áp đặt lên Bắc Kinh. Không tìm được đối tác để chuyển giao, Hải quân Pháp đã quyết định tháo dỡ chiếc Clemenceau, công việc kéo dài trong 2 năm 2009-2010 thì hoàn thành. Hiện tại trong lớp tàu sân bay này vẫn còn người em của R98, chiếc Forge còn hoạt động trong biên chế Hải quân Brazil dưới tên gọi là Sao Paulo, số hiệu A12. Còn đối với Trung Quốc, nước này quyết định đổi mục tiêu sang chiếc tuần dương hạm nặng mang máy bay Variac đang đóng dở tại Ukraine. Họ đã mua lại con tàu vào năm 1998 kéo về xưởng đóng tàu tại Đại Liên để hoàn thiện thành chiếc tàu Liêu Ninh như hiện nay. Các bạn vừa theo dõi video tàu sân bay Pháp muốn bán cho Trung Quốc có gì đặc biệt? Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Nhớ subscribe để chia sẻ những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.
Việt Nam chế tạo thành công thiết bị giả đạn tên lửa hành trình chống hạm. Quý vị thính giả thân mến, nhóm kỹ sư trẻ thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự mới đây đã chế tạo thành công thiết bị giả đạn IR-60VN. Thiết bị giả đạn IR-60VN là một trong những sản phẩm đề tài được đánh giá cao trong cơ cấu giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo. Đây là kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả trẻ thuộc Viện Công nghệ, Thông tin trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự. IR-60VN có chức năng giả lập sự trao đổi thông tin trong quá trình chuẩn bị phóng và phóng tên lửa giữa hệ thống 3R-60UE và KH-35E. Đây là thiết bị đầu tiên do chúng ta chủ động nghiên cứu chế tạo phục vụ quá trình kiểm tra, bảo dưỡng, bảo trì, cũng như là huấn luyện các kiếp trắc thủ sử dụng hệ thống thiết bị phóng tên lửa 3R-60UE trên các tàu hải quân. Theo đó, với sự sáng tạo và tinh thần làm chủ công nghệ, các nhà nghiên cứu trẻ đã ứng dụng những công nghệ tiên tiến nhất hiện nay trong quá trình tạo ra bộ vi xử lý của thiết bị. Như vậy, trong đoạn giới thiệu trên chúng ta thấy xuất hiện tên của một khí tài tương đối lạ, đó chính là hệ thống tên lửa 3R-60UE trang bị trên các tàu hải quân. Liệu có phải Viện Khoa học Công nghệ Quân sự đang chế tạo thiết bị giả lập nhằm đi trước đón đầu phục vụ công tác tiếp nhận chủng loại vũ khí mới? Đáng tiếc rằng không phải như vậy, 3R-60UE chỉ là một mã ký hiệu ít được nhắc tới của hệ thống phóng tên lửa chống hạm KH-35 Uran-E mà thôi. Hệ thống IR-60VN đang được sử dụng tại lữ đoàn 162, vùng 4 Hải quân không chỉ giúp đảm bảo công tác kỹ thuật trong quá trình bảo dưỡng hệ thống thiết bị phóng tên lửa, thiết bị còn hỗ trợ đắc lực cho công tác huấn luyện, làm chủ khí tài, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của bộ đội Hải quân. Ngoài ra, đề tài còn được kỳ vọng sẽ là nguồn cung cấp thông tin hữu ích cho đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học trong quá trình làm chủ hệ thống tên lửa hành trình chống hạm hiện đại Uran-E. Các bạn vừa theo dõi video Việt Nam chế tạo thành công thiết bị giả đạn tên lửa hành trình chống hạm. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Nhớ subscribe để chia sẻ những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại. Vì sao hải quân các nước ASEAN phải nhìn hạm đội tàu ngầm Việt Nam bằng con mắt ngưỡng mộ? Quý vị thính giả thân mến, Việt Nam cùng với Singapore hiện là hai quốc gia có hạm đội tàu ngầm lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Sau khi tiếp nhận chiếc Kilo 636 cuối cùng trong tổng số 6 tàu được Nga đóng cho Việt Nam theo hợp đồng ký năm 2009, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã chính thức vươn lên giữ vị trí số 1 khu vực Đông Nam Á về quy mô hạm đội tàu ngầm. Cụ thể, đồng hạng với chúng ta là Hải quân Cộng hòa Singapore, họ có trong biên chế 4 tàu lớp Challenger cùng 2 chiếc Archer, tiếp đến là Hải quân Indonesia với 2 tàu lớp Kakra Type 209 và 2 chiếc Changbogo, cuối cùng là Hải quân Malaysia đang vận hành 2 chiếc Scorpion. Tuy nhiên, không xét tới số lượng hay độ yên lặng khi hoạt động, chỉ số rất khó đánh giá. 6 chiếc tàu của Việt Nam đang nắm giữ trong tay một lợi thế cực lớn, khiến nó vượt trội hoàn toàn phần còn lại. Trong tác chiến hiện đại, phạm vi có thể tung ra đòn tấn công được xem là yếu tố cực kỳ quan trọng, quyết định trực tiếp đến cục diện thắng thua. Hải quân Singapore mặc dù đang có trong biên chế tới 6 tàu ngầm, một số chiếc còn được lắp đặt động cơ AIP giúp tăng cường thời gian hoạt động dưới nước, nhưng đáng tiếc là vũ khí của những tàu trên lại khá yếu khi phải trông chờ hoàn toàn vào ngư lôi có tầm bắn ngắn và tốc độ chậm. Tình hình của Hải quân Malaysia và Indonesia có khá hơn, các tàu ngầm Scorpion và Type 209 Changbogo của họ triển khai được tên lửa đối hạm phóng từ dưới nước loại SM-39 Exocet, tầm bắn 70 km, tốc độ Mach 0.9, hay UGM-84 Harpoon, tầm bắn 124 km, tốc độ Mach 0.8. Mặc dù vậy, khi đặt cạnh Kilo 636 của Việt Nam, chúng ta dễ dàng nhận thấy có một sự chênh lệch rất lớn. Hỏa lực cực mạnh vẫn luôn là ưu điểm hàng đầu của các tàu ngầm do Nga chế tạo. Họ vẫn giữ lại đặc điểm này trên phiên bản xuất khẩu bằng việc trang bị cho Kilo 636.1 khả năng phóng tên lửa chống hạm 3M-54 Club S với tầm bắn 220 km, mang theo đầu đạn nặng 200 kg, tốc độ hành trình Mach 0.8 và đột ngột tăng vọt lên Mach 2.9 ở giai đoạn tiếp cận mục tiêu, khiến đối phương gần như không có cơ hội đánh chặn. Đây thực sự là thứ vũ khí vô cùng đáng sợ, giúp cho Kilo đủ sức tiêu diệt mọi tàu chiến mặt nước từ cự ly xa hơn rất nhiều khoảng cách mà nó có thể bị phát hiện. Không chỉ vậy, bằng tên lửa hành trình 3M-14TE, Kilo 636 của Việt Nam, đồng thời là tàu ngầm duy nhất trong khu vực Đông Nam Á, tấn công được mục tiêu mặt đất nằm sâu trong lãnh thổ kẻ địch. Đây là tính năng mà hiện chỉ có một số ít cường quốc hải quân trên thế giới làm nổi. Tóm lại, ngoài việc sở hữu hạm đội với quy mô đứng đầu Đông Nam Á, tàu ngầm của Việt Nam còn vượt trội các quốc gia trong khu vực về sức mạnh hỏa lực. Do vậy, không quá lời khi nói rằng các nước ASEAN khác đang phải nhìn hải quân Việt Nam bằng con mắt ngưỡng mộ. Các bạn vừa theo dõi video. Vì sao hải quân các nước ASEAN phải nhìn hạm đội tàu ngầm Việt Nam bằng con mắt ngưỡng mộ?
Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Nhớ subscribe để chia sẻ những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại. Việt Nam đã lựa chọn được trực thăng trang bị cho tàu cảnh sát biển. Quý vị thính giả thân mến, việc nghiệm thu sàn đổ trực thăng trên tàu DN-2000 bằng chiếc EC-115 đã phần nào hé lộ trang bị lớp tàu cảnh sát biển lớn nhất Việt Nam này. Trang cảnh sát biển Việt Nam cho biết, Hội đồng nghiệm thu Bộ Quốc phòng vừa tổ chức bài nghiệm thu tổng thể hạ cất cánh máy bay trực thăng EC-155B1 trên sàn đổ dành cho trực thăng của tàu CSB-8004. Hội đồng nghiệm thu đã tổ chức cho máy bay trực thăng EC-155B1 của công ty trực thăng miền Bắc hạ cất cánh trực tiếp trên sàn đổ trực thăng tàu CSB-8004 5 lần ở trạng thái tàu neo đậu và tàu di chuyển 2,5 hải lý một giờ. Quá trình nghiệm thu đúng quy trình, kế hoạch được Bộ Quốc phòng phê duyệt, các lần cất hạ cánh của máy bay đều đảm bảo an toàn tuyệt đối, tính năng sàn đổ máy bay trực thăng và các trang thiết bị đảm bảo bay trên tàu CSB-8004, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật để nghiệm thu. Việc sử dụng trực thăng EC-155B1 thực hiện nghiệm thu sàn đổ máy bay tàu cảnh sát biển CSB-8004 cho thấy khả năng rất cao loại máy bay này sẽ sử dụng trên các tàu hơn 2.000 tấn. EC-155B1 là phiên bản cải tiến của dòng trực thăng đa năng EC-155 do hãng Airbus Helicopter nghiên cứu, phát triển và sản xuất. Điểm cải tiến của EC-155B1 chủ yếu ở vấn đề trang bị động cơ thế hệ mới Turbo Mecha Ariane 2C2 công suất 880 mã lực cùng với cánh quạt 5 lá và cánh quạt đuôi kiểu Fenestron đem lại độ rung và độ ồn khi hoạt động dưới 4,6 dB. Nói cách khác, EC-155B1 vượt trội hơn cả họ Mi-8/Mi-7 ở hoạt động êm ái, ít ồn, ổn định cao, linh hoạt. EC-155B1 có tải trọng cất cánh tối đa 4,8 tấn, cho tốc độ bay 225 đến 276 km một giờ, tầm bay tối đa 671 km. Máy bay được vận hành bởi hai phi công. Tại Việt Nam, EC-155B1 chủ yếu phục vụ hoạt động bay dầu khí, bay chuyên cơ, bay du lịch và có thể tham gia công tác cứu hộ cứu nạn trên biển khi cần. Trong tương lai gần, rất có thể AC-155B1 sẽ được chọn để tham gia công tác bay tuần tra bảo vệ vùng biển đảo đất nước. Hiện tại vẫn chưa có thông tin chính thức nào Việt Nam quyết định chọn trực thăng EC-155B1 cho tàu CBS-DN-2000. Đặc biệt, trước khi diễn ra nghiệm thu sàn đổ trực thăng trên tàu CBS-8004, Cảnh sát biển Việt Nam đã công bố mô hình tàu DN-2000 với trực thăng EC-135 đi kèm. Trực thăng EC-135 là dòng trực thăng dân sự đa dụng hạng nhẹ, được trang bị hai động cơ hết sức hiện đại. Kể từ khi đưa vào sử dụng từ năm 1996 cho đến nay, đã có hơn 1.000 chiếc máy bay loại này được xuất xưởng. Chúng được sử dụng phổ biến bởi các lực lượng cảnh sát tìm kiếm cứu hộ, cấp cứu y tế và vận tải hạng nhẹ. Tính tới năm 2013, đã có hơn 500 chiếc EC-135 được cung cấp cho các lực lượng cấp cứu y tế trên toàn thế giới. Trong khi EC-135 thường được sử dụng bởi các lực lượng dân sự, thì một biến thể quân sự của nó là EC-635 cũng được sản xuất song song. Các biến thể này có thể mang được nhiều loại vũ khí nhẹ và có thể thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ như EC-135. Theo số liệu thống kê trong các báo cáo cho thấy, năm 2013, trực thăng EC-135 đã đảm nhiệm tới khoảng 25% tổng số chuyến bay cấp cứu y tế trên toàn cầu. Tháng 12 năm 2014, chiếc máy bay trực thăng sản xuất loạt đầu tiên thuộc biến thể EC-135T3 mới nhất đã được chuyển giao cho khách hàng tại Italia. Hiện chưa rõ phiên bản trực thăng EC-135 nào xuất hiện trên mô hình tàu cảnh sát biển Việt Nam, nhưng gần như chắc chắn đó phải là loại thích hợp nhất với nhiệm vụ tuần tra, tìm kiếm cứu nạn, đặc biệt là cấp cứu trên biển. Các bạn vừa theo dõi video. Việt Nam đã lựa chọn được trực thăng trang bị cho tàu cảnh sát biển. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Nhớ subscribe để chia sẻ những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.